Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Phượng xin kính chào quý vị và anh chị em đang theo dõi chương trình này, lược thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Nhà tạm của nhà thờ ở Chí Lợi bị xúc phạm. Vẫn còn thời gian để nhận được ơn toàn xá trong mùa chay. Tiến sĩ George Weigel nhận định về cuộc xâm lược của người Nga tại Ukraine. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Nhà tạm của nhà thờ ở Chí Lợi bị xúc phạm. Cha Pedro Peraza, giám đốc đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức ở Santiago, Chí Lợi, đã báo cáo rằng hai bình đựng bình thánh đã bị đánh cắp khỏi nhà tạm của đền thánh vào ngày 28 tháng 3. Các nữ tu thuộc dòng nữ tử Thánh Anne sống trong khu vực đã được cảnh báo bởi một cuộc gọi từ một phụ huynh từ trường Thánh Anne. Họ nói với các nữ tu rằng có những bánh thánh nằm trên đường phố. Khoảng 4 giờ 30 phút chiều, bề trên nhà dòng nhặt được một số bánh thánh và sau đó những bánh thánh khác cũng được tìm thấy dọc theo con phố. Một chiếc bình đựng bình thánh Chúa được mạ bạc và chiếc còn lại được mạ vàng. Trong tuyên bố của mình, cha giám đốc đền thánh đã than thở về tin buồn và đau đớn và yêu cầu các tín hữu tham gia cầu nguyện để phạt tạ. Lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi vì Chúa đã bị vứt bỏ như rác và những gì chúng con dám làm với Chúa. Tuyên bố kết luận. Cộng đoàn đã tổ chức một hành động phạt tạ vào ngày 30 tháng 3. Bắt đầu bằng kinh minh côi, sau đó là thánh lễ. Vẫn còn thời gian để nhận được ơn toàn xá trong mùa chay. Mùa chay sắp kết thúc, tuy nhiên vẫn còn nhiều thời gian để nhận được ơn toàn xá trong mùa chay bằng 4 cách khác nhau. Trước hết, ơn toàn xá là gì? Ơn toàn xá là ân sủng do Giáo hội ban cho chúng ta nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, Mẹ Maria và tất cả các thánh để xóa bỏ hình phạt tạm thời do tội lỗi gây ra. Ơn toàn xá làm sạch tâm hồn như thể một người vừa được rửa tội. Làm thế nào để chúng ta nhận được ơn toàn xá trong mùa chay? Các điều kiện luật định để được ơn toàn xá là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi. Tuy nhiên, việc xưng tội rước lễ cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha có thể làm sau khi có thể. Như thế, bước đầu tiên và quan trọng nhất là quý vị và anh chị em phải dốc lòng từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi. Ngay khi có thể, xin đi xưng tội rước lễ cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Bên cạnh đó, chúng ta còn cần phải làm một trong 4 việc sau để nhận được ơn toàn xá mùa chay. Cách đầu tiên là dành ít nhất 30 phút để chầu thánh thể. Việc cầu nguyện trước thánh thể là điều quan trọng quanh năm. Như thế, tại sao không tham gia vào thực hành tốt đẹp này trong mùa chay và nhận thêm một số ân sủng? Cách thứ hai là tham gia vào các chặng đàng thánh giá, suy niệm về cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa. Các nhà thờ Công giáo đều có chương trình đi đàng thánh giá, dù đơn giản hay công phu. Chúng ta có thể tham gia cùng với cộng đoàn hay tự mình đi đàng thánh giá. Tuy nhiên, có một số điều cần lưu ý. Sách hướng dẫn về ân xá của Tòa Thánh, ấn bản thứ tư nói rằng phải có 14 chặng đại diện cho 14 chặng của Jerusalem. Sách hướng dẫn này cũng nhắc nhở chúng ta rằng cần phải đi từ chặng này sang chặng tiếp theo. Mặc dù nếu có quá nhiều người và việc di chuyển sẽ gây ra sự bất tiện, thì ít nhất một người dẫn đàng thánh giá phải di chuyển từ chặng này sang chặng khác. Nói cách khác, nếu anh chị em tham dự các chặng đàng thánh giá với nhiều người tham gia và mọi người vẫn ở trong băng ghế trong khi linh mục di chuyển đến từng chặng, điều đó vẫn có giá trị. Ơn toàn xá này thậm chí có thể được hưởng mỗi ngày một lần đối với những người có thể đến nhà thờ hàng ngày và muốn tự mình thực hiện các chặng đàng thánh giá. Cách tiếp theo là đọc kinh Mân Côi trong nhà thờ hoặc nhà nguyện,
hoặc thậm chí trong gia đình, trong một cộng đồng tôn giáo hoặc một hiệp hội của các tín hữu. Cách cuối cùng là đọc hoặc nghe sách thánh. Chỉ cần bảo đảm rằng anh chị em dành ít nhất nửa giờ cho lời Chúa và sẽ được hưởng ơn toàn xá. Đền Thánh Tapinu. Trong cuộc tông du đến Malta, Đức Giáo hoàng Francisco đã chào đón những người hành hương, khuyến khích họ khám phá lại những điều cốt yếu của đức tin và phát triển nghệ thuật chào đón, nơi tưởng như đã mất và ngày nay tái tạo niềm tin và hy vọng của dân Chúa. Với những lời này, Đức Giáo hoàng Francisco đã giới thiệu Đền Thánh Tapinu, nơi Ngài đọc bài diễn từ thứ hai trong ngày đầu tiên của Ngài ở Malta, ngày 2 tháng 4 năm 2022. Đức Giáo hoàng hướng việc suy niệm của Ngài theo hướng lòng an ủi, cho thấy tính đáng tin cậy của đức tin Kitô hữu hệ ở việc họ cụ thể chú ý đến những người bé nhỏ nhất. Đức Giáo hoàng đã tới đền thờ Tapinu trễ gần một tiếng đồng hồ. Đền thờ này được xây dựng trên khuôn viên của một nhà thờ nhỏ, nơi một phụ nữ nông dân đã nghe thấy tiếng nói của Đức Trinh Nữ Maria vào năm 1883, được chào đón bởi 3.000 người, hầu hết là những người trẻ tuổi. Đức Giáo hoàng đã lắng nghe 3 chứng từ. Trong số đó có chứng từ của một cặp vợ chồng mà người vợ được chẩn đoán mắc bệnh đa xơ cứng lúc mới 23 tuổi. Nhân đây, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và anh chị em một vài nét về Đền Thánh Tapinu. Đền Thánh Tapinu là nơi hành hương nổi tiếng nhất của Malta. Nhà thờ được xây theo kiến trúc Gothic với thánh giá kiểu Latin. Bên trong nhà thờ có lưu giữ rất nhiều lời khấn nguyện, bằng chứng lòng đạo đức bình dân của người dân Malta. Vào những năm 1500, tại nơi này đã có một nhà nguyện nhỏ. Năm 1575, khi nhà nguyện bị bỏ hoang và hư hoại, đặc sứ của Đức Gregorio XIII đã ra lệnh phá bỏ nhà nguyện. Nhưng khi công việc mới bắt đầu thì một công nhân bị gãy tay. Sự việc được hiểu như là một dấu chỉ và do đó công việc phá dỡ nhà nguyện được dừng lại. Nhà nguyện ban đầu thuộc tài sản của dòng họ Gentili, sau đó được một người tên Pino Gossi mua lại. Từ đó có tên là Tapinu. Pino Gossi đã nới rộng và tu sửa nhà nguyện, đặt trong nhà thờ một bức ảnh Đức Mẹ hồn xác lên trời do họa sĩ người Ý Amedeo Perugino vẽ. Bức ảnh vẫn được lưu giữ cho đến ngày nay. Sau khi bị đóng cửa trong vài thế kỷ, nhà thờ được mở lại khi một sự kiện lạ thường xảy ra. Theo lưu truyền, ngày 22 tháng 6 năm 1883, khi đi ngang qua nhà thờ, bà Camilla Grima, một phụ nữ nhà quê, đã nghe một giọng nói yêu cầu bà đọc 3 kinh kính mừng, mỗi kinh cho một ngày khi thân xác ta ở trong mộ. Bà đã kể lại với người bạn và người này cho biết chính ông cũng nghe lời yêu cầu giống như thế khi ở gần nhà nguyện. Trong thời gian này, hai người này cũng được chữa lành bệnh cách lạ lùng. Trong thời gian ngắn, tin tức của hai thị nhân này đã lan truyền khắp hòn đảo và nhà nguyện Tapinu trở thành nơi hành hương. Năm 1887, khi đảo Gozo tránh được trận dịch tả cách kỳ diệu, Đức Giám mục đã cho phép cử hành phụng vụ kính Đức Mẹ tại đây. Để kỷ niệm 100 năm lần hiện ra đầu tiên, Đại hội Đức Mẹ Quốc tế lần thứ 9 đã được tổ chức tại Malta vào tháng 9 năm 1983. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã cử hành thánh lễ tại thềm đền thờ vào ngày 26 tháng 5 năm 1990. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hành tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.